Mặt nạ cấp nước cho da Vita Zenit Hydrating Gel Limat Vitamin E BNBG có tác dụng cấp nước tức thì cho da khô, dưỡng trắng da tự nhiên hồng hào và cung cấp vitamin thiết yếu cho da. Thành phần mặt nạ có chứa vitamin E và các loại vitamin hiếm tốt cho da, cùng các tinh chất từ thiên nhiên lành tính và an toàn, sản phẩm dành cho mọi loại da. Mặt nạ cấp nước cho da BNBG có tác dụng cấp ẩm tức thì cho da, cung cấp trực tiếp vitamin E vào da, ngoài tác dụng cấp nước mặt nạ còn có khả năng dưỡng trắng da tự nhiên, tươi tắn, với thành phần từ thảo mộc và hoa cỏ tự nhiên. Mặt nạ cung cấp cho da vitamin thiết yếu cho da giúp da luôn dạng người đầy sức sống. Mặt nạ cấp nước cho da Vitagenic Hydrating Gel Mat thuộc bộ sản phẩm Vitagenic Gel Mat gồm 4 loại mặt nạ với các công dụng cấp ẩm, dưỡng trắng, thư giãn và nâng cơ mặt. Sản phẩm được thiết kế bắt mắt, có chứa hàm lượng các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu cho da được chiết xuất từ thiên nhiên và một lượng lớn vi khoáng tách chế từ nước biển giúp tăng đề kháng cho da và giúp da luôn căng mịn, dạng mặt nạ giấy, thấm đẫm dưỡng chất dạng gel, thiết kế riêng cho gương mặt người châu Á nên vô cùng vừa vặn và ôm sát từng chi tiết trên khuôn mặt giúp tinh chất hấp thụ tối đa. Công dụng chính của sản phẩm: cấp ẩm tức thì cho da khô, dưỡng trắng da tự nhiên, dạng ngời, nuôi dưỡng da căng bóng, mịn màng, làm đều màu các vùng da sạm, xỉn màu, nhiều đốm nâu, nâng cơ và săn chắc da tăng độ đàn hồi cho da và chống lão hóa. Thành phần của sản phẩm mặt nạ cấp nước cho DABNBG, chiết xuất lô hội cung cấp độ ẩm và dưỡng trắng da, tinh chất cam, việt quất làm sáng da tự nhiên, glycerin dưỡng ẩm cho da, có tới 20.000 ppm các loại vitamin A, B3, B5, C, E, miếng mặt nạ 100% cốt tông an toàn cho da. Mặt nạ Vitagenic Hydrating Gel Limat BNBG Vitamin E phù hợp với loại DA nào? với thành phần an toàn và lành tính. Mặt nạ Vitagenic Hydrating Gel Mat BNBG Vitamin E phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là làn da khô, xỉn màu, da từ độ tuổi 25 có các dấu hiệu lão hóa. SAI lầm lưu ý KHI sử dụng sản phẩm, có thể để mặt nạ trong tủ lạnh để tăng hiệu quả làm xe khít lỗ chân lông. Trước khi đắp mặt nạ có thể xông mặt khoảng 5 đến 10 phút hút để lỗ chân lông mở và hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Trước khi mở túi mặt nạ nên bóp nhẹ túi để dưỡng chất thấm đều vào toàn bộ mặt nạ. Sau khi gỡ mặt nạ không cần rửa lại với nước, chọn nơi uy tín để mua sản phẩm, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. PINGGO đánh giá sản phẩm mặt nạ cấp nước cho da Vitagenic Hydrating Gel Mat Vitamin E BNBG. Ưu điểm, thành phần thiên nhiên, an toàn, thiết kế mặt nạ mỏng, ôm khít gương mặt, hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu không gây kích ứng, giá tốt so với chất lượng sản phẩm dễ tìm mua, dễ sử dụng. Nhược điểm, sau khi đắp có cảm giác nhờn và bết dính, có thể gây khó chịu. Nếu thực sự không thích cảm giác này có thể rửa lại bằng nước sạch sau khi đắp mặt nạ. Trên thị trường đã xuất hiện hàng giả của sản phẩm, nên cân nhắc nơi mua để đảm bảo mua đúng hàng thật. Giới thiệu về thương hiệu BNBG. BNBG tiền thân là thương hiệu Banobagi, được đổi tên từ tháng 12 năm 2016, là thương hiệu mặt nạ sản xuất tại Hàn Quốc thuộc tập đoàn Welcome Group. Mặt nạ BNBG nổi tiếng và được tin dùng tại 12 quốc gia nhờ hiệu quả của sản phẩm, uy tín của nhà sản xuất và công nghệ hiện đại nhất Hàn Quốc.